Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel của Boon. Vâng Bruh. anh em ơi, ngày hôm nay tôi có một cuộc đại chiến ném bom. Và ở trong cái cuộc đại chiến ném bom này, một là chúng ta sẽ phải chạy trốn đối thủ để không cho đối thủ ném bom vào người mình. Hai là chúng ta sẽ phải cầm những quả bom siêu to khổng lồ để đi ném đối thủ, để cho đối thủ gọi là lạc lanh tanh bạch luôn anh em ạ. À thế à? Rồi, anh em hãy tiếp tục coi video này để xem cái quá trình tôi tiêu diệt từng đối thủ sẽ như thế nào anh nhá. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo nữa nha. Còn bây giờ, lên đường thôi. Vâng anh em ơi, tôi đã có mặt tại cuộc đại chiến ném bom đấy rồi đây. Và hiện tại tôi đang trên cái sảnh chờ, và phía bên dưới kia đó chính là cái đấu trường ném bom vô cùng là khốc liệt luôn. Anh em có thể thấy này, mọi người đang cầm những quả bom siêu to khổng lồ để đi lã nhau rồi anh em ạ. Rồi, và ở đây tôi đang chỉ có một cái quả bom hình cái gì đây, đầu lâu xương sáo anh em ơi, đầu lâu xương sáo. Và chúng ta có thể vào đây để chúng ta quay những cái vật phẩm, quay vật phẩm liệu rằng tôi sẽ ra một cái quả bom gì đẹp đẽ hơn không. Chứ cái quả bom kia nó hơi cù đèn một tí anh em ạ, hơi phèn một tí. Ôi, thùng bình thường là hiện tại tôi đang có một cái thùng bình thường hả? Đâu rồi, xem cái vật phẩm của mình ở trong chỗ nào anh em nhỉ. À đây đây đây, mỹ phẩm này, mỹ phẩm. Rồi, tôi đang có những cái skill này, skill chạy trốn này. Để xem quả bom mình có gì không. Quả bom mình không có một cái gì luôn, vụ lổ của mình cũng thế. Tất cả mọi trang bị của tôi đều gọi là mới lanh tanh bành luôn anh em ạ. Mới xanh xanh xanh. Ok, tôi sẽ phải kiếm cái chỗ nào đó để tôi phần thưởng nhóm này, phần thưởng nhóm mình không nhận được. Cái này mình cũng sẽ mua bằng Robux. Wow, à đây 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 đây. Thùng bình thường đây rồi, tôi đã có một cái thùng bình thường. Và để xem nào, tôi sẽ mở ra một cái gì đây. Một điệu nhảy bình thường luôn. Chán thật sự, toàn cái gì toàn bình thường luôn. 500 kim cương để có thể mở một cái thùng này. Ok, tôi sẽ mở luôn cho anh em xem. Ua, ra một quả bom mới hơn rồi, đẹp đẽ hơn rồi. Tôi sẽ phải vào vật phẩm. Ôi giời, chưa kịp vào vật phẩm để thay đổi trang bị thì chúng ta đã phải vào cái cuộc chiến khốc liệt này rồi anh em ơi. Rồi, và tôi đang chỉ có skill, đó chính là skill chạy. À, lướt. Đấy, wow, bạn kia cầm một quả bom báo đốm và đang dồn một cái bạn nữ. Mỗi lần mình sống sót nha, mình sẽ được cộng 15 kim cương anh em ạ. 15 kim cương. Okay. À, và chúng ta đấy, bạn nào mà không truyền bom cho bạn khác là sẽ bị lổ lanh tanh bành thế đấy anh em ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ phải gọi là phòng thủ một tí. Phòng thủ một tí, ui, nhảy một tí mà đâm đầu vào tường luôn mà. Đừng cho cái bạn nào cầm bom dí vào mình nha anh em nha. Không là mình sẽ bị lổ bánh xác. Ôi rồi, vừa nói xong tôi đã bị dính một quả bom luôn rồi. Chứ phải chuẩn, phải chuẩn cho bạn khác thôi. Phải chuẩn cho bạn khác thôi anh em ơi. Đây, 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 ở đây có một bạn nữ này, ở đây có một bạn nữ này. Rồi, ok, tôi đã chuẩn thành công cho bạn đấy. Yes sir, bạn đấy đang dồn lại tôi. À, trời đất ơi, cay thế nhở. Tôi chuẩn được cho bạn đấy nhưng mà tôi không chạy kịp anh em ơi. Không chạy kịp. Và ở đây tôi đã chỉ được cộng có 105 kim cương. Và hiện tại tôi đang có 400 kim cương. Hơi buồn, cái cuộc chiến còn khá khá là đông người mà tôi đã phải rời cái cuộc chiến này rồi. Đấy anh em thấy nó khốc liệt chưa. Và đây là những cái phần thưởng mà tôi vừa hoàn thành cái thành tựu. Ok, và hay đủ một cái thùng. Thì tôi sẽ vào đây tôi mở luôn một cái thùng xem là cái nhân phẩm ngày hôm nay của tôi sẽ như thế nào đây. Kim cương nữa ạ. Wow, được vãi trưởng mà thùng mất 500 kim cương. Mở cái này ra phát mất bố luôn là 250 kim cương rồi. À, đây chúng ta có cái thùng này có giá là 1.000 kim cương. Và cái thùng tối cao này có giá là 3.000 dây kim cương. Hay là tôi sẽ gọi là dành một chút tiền để tôi mở cái kia. Đấy, và bây giờ chờ đợi là hạnh phúc thôi. Chờ đợi để tiếp tục đến cái cuộc chiến tiếp theo. A few moments later. Rồi anh em ơi, chỉ còn vỏn vẹn vài giây nữa là tôi sẽ đến với cuộc chiến tiếp theo. Và cuộc chiến này tôi sẽ try hard cực kỳ là căng thẳng luôn nha. Tôi sẽ không để hẹo luôn đâu anh em ạ. Rồi bắt đầu thôi, chỉ còn 3, 2, 1. Những cái này chúng ta sẽ tìm cho mình một cái góc phòng thủ vô cùng là đẹp đi. Rồi, cái bạn ở phía xa xa kia, bạn ấy đang cầm một quả bom cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Và mình sẽ đứng đây mình trốn. Ô, cái bạn này, bạn gì lưu tiêu diêu này, bạn gì bé tí hon này. Rồi, tôi đã hoàn thành sống sót một đợt rồi. Wow, bạn kia có quả bom đóng băng luôn mà. Vãi đạn luôn ạ. Quả bom đóng băng. Tự nhiên mình đứng gần cái bạn cầm quả bom luôn. Trời đất ơi. Được rồi. Các bạn đấy đang truyền tay nhau những cái quả bom. Nó đang chờ lổ trong vòng có 10 giây thôi anh em ạ. 10 giây là quả bom này nó sẽ lổ nha. Rồi, chuẩn nhanh. Một bạn đã bị hẹo luôn. Bạn kia đang đứng đêm mà tự nhiên bị quả bom nó dính vào người luôn mà. Quả bom nó sẽ ram đùm sau khi một người bị hẹo nha anh em nha. Nên là anh em hãy cẩn trọng một tí. Ví dụ mình đứng gần bạn nào đó, mình phải chạy nhanh thật nhanh. Hoặc là mình cầm quả bom cái là
mình phải đi kiếm một cái đối tượng để mình truyền quả bom đấy luôn anh em ạ. Rồi luôn, rồi luôn, rồi luôn. Kiếm cái góc nào trốn đấy anh em ơi. Bạn ấy hình như bạn ấy đang nhìn ra mình rồi. À may quá bạn ấy lém trượt. Trời ơi, cái gì đây này? À sao ơi, cay thế nhở, cay thế nhở. Đồ ăn hại. Tôi tưởng bạn ấy lém trượt tôi rồi, anh là vẫn trúng anh em ạ. Rồi luôn, thế lại phải. Thôi tôi sẽ quả này tôi sẽ quan sát xem các bạn ấy chơi như nào cái đã. Để tôi học hỏi một chút kinh nghiệm. À Shiba cay thật sự luôn đi chứ. Ở đây chỉ còn vỏn vẹn có 1, 2, 3, 4, 5 người nữa thôi. Quả bom kia nó sẽ lổ. Nó sẽ lổ. Bạn kia chỉ còn mấy giây nữa thôi. Bạn ấy có quả bom đóng băng anh em ạ. Bạn ấy sẽ đóng băng được thời gian. Wow. Hay nha, quả bom đóng băng đấy hay nha. Trời ơi, hóa ra đấy là những cái công cụ của những quả bom xịn xò con bò hơn. Bạn ấy có cái quả bom gì nhìn hay thế nhỉ. Wow. Mấy bạn này có mấy quả bom hay thật sự luôn. Bạn này, bạn con mèo này cũng có cái quả bom đấy. Bạn này có một quả bom màu vàng. Wow, bạn này mấy bạn này cực kỳ nhiều bom nha, cực kỳ nhiều bom hay nha. Và những cái quả bom xịn của bạn đấy sẽ có một cái công dụng khác nhau. Ui, hay à. Mình dùng quả bom lỏ quá quen rồi, nên là thôi. Mình sẽ sẵn sàng dùng quả bom lỏ để đại chiến với mấy bạn này thôi. Wow. Bạn kia bị lổ lanh tanh bạch rồi và bây giờ nó đang bị lag một tí. Quả bom này nó đang chạy theo dây. Chỉ còn 5 giây nữa. Bạn ấy truyền sang cho một người khác rồi. Rồi, hai người truyền nhau liên tục tục, hai người truyền nhau liên tục tục, nhưng mà chỉ có một người bị kết liễu mà thôi. Và cuộc chiến này chỉ còn trong phòng có 3 người thôi. 3 người đang chạy rất là hăng say. Wow. À có thể cầm bom để lém. Nếu mà không lém trúng thì mình bom sẽ thu lại về mình. Nếu mà lém trúng thì sẽ chuyển sang người khác. Ok, tôi đã học hỏi được một ít kinh nghiệm lỏ rồi anh em ạ. Một ít kinh nghiệm lỏ rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Rồi luôn, chuyển bom rất là hay nha các bạn. Cái bạn người xanh xanh này chuyển bom rất là hay nha. Nhưng mà bạn kia cũng hay không kém anh em ạ. Bạn kia cũng hay không kém. Bạn ấy lém bom liên tục tục luôn. Rồi, và cái bạn Dorao này đã chiến thắng. Ok, chúng ta sẽ phải chờ trong vòng 20 mấy giây nữa. Trong vòng này tôi sẽ kiếm cái gì đó để tôi chơi mới được. Không có vòng quay may mắn nữa rồi. Thật là buồn. Không có vòng quay may mắn. Cái thùng hỏi chấm này là chúng ta sẽ nhập mã code Và để lụm cho những lụm đồ cho mình. Mã code này thì tôi chưa có. Oh no. 4321 là chúng ta sẽ vào cuộc chiến tiếp theo này thôi. Mấy bạn này người Nhật hay người Hàn thế này. Nói tiếng Nhật hay tiếng Hàn này anh em ạ. Đây. Cái chiêu của mình là sẽ chiêu E để lém bom nha. Chiêu E để lém bom. Ok. Hiểu. Ui, mấy bạn kia có cái chức năng chạy ra set luôn mà. Hay thế nhở. Hay thật sự luôn á. Rồi tiếp tục sống sót. Chờ đợi sống sót thôi anh em ạ. Phóng. Trốn đi anh em ơi, trốn đi anh em ơi. Trốn cho mình một góc thật là đẹp luôn. Rồi, ra đây, trốn. Ishiba. Uầy, bạn kia lấy bom trượt cái. Bạn kia lấy bom trượt cái lại phải ôm bom. Rồi, rồi ơi. Rồi luôn. Tôi phải truyền bom cho một bạn nào đó. Rồi, ok. Tôi đã truyền sang cho bạn kia. Rồi, ok, tôi phải chạy. Không, bạn ấy báo thù tôi, chết dở. Bạn báo thù tôi, chết dở anh em ạ. Chạy thôi. Chạy ra chỗ khác thôi anh em ơi. Sao lại đứng gần một cái bạn cầm bom đấy này. Trời ơi. Còn một giây nữa tôi sẽ hồi lại cái chiêu lướt của tôi. Ok, tôi đã hoàn thành cái chiêu lướt. Ui. Gần. Mấy quả bom nó đang đứng cạnh nhau liên tục luôn. Ôi mày quá, tôi lên trên này rồi. Ôi, bạn kia bị lổ gần chỗ tôi luôn mà. Trời ơi, hồi hộp quá anh em ạ. Mấy bạn này chơi lém bom hay thật sự. Nhưng mà gặp tôi lấy hết. Ghê. Gặp tôi lấy hết. Bạn kia 4 giây nữa. Thôi đứng xa xa mấy bạn đấy ra cái đã. Mình phải bảo toàn tính mạng của mình. Không được. Mấy bạn kia đang đứng xa tôi. Tôi không nên dùng chiêu quy anh em ạ. Dùng chiêu quy là lướt. Rồi chỗ này dùng là được rồi. Chỗ này dùng là đẹp rồi. Rồi ok. Tiếp tục đứng đây chờ. Quả bom nó đã lổ ra phía bạn kia. Rồi đứng gần tôi luôn mà. Trời ơi, cái bạn cầm bom. À không phải. Bạn đấy đã chọn đối tượng khác. Không phải chọn đối tượng cho tôi. Quá là hay. Được đấy, bạn này khá là thông minh đấy anh em ạ. Cứ lé lé cho tôi ra tôi yêu lắm. Rồi, tiếp tục. Hai bạn kia đứng cạnh nhau và cái bạn cầm bom đã truyền sang cho cái bạn đứng bên cạnh. Và may quá tôi không đứng ở góc đấy. Tôi đứng góc đấy là tôi IA cởi hẹo rồi. Đấy. Rồi, lé luôn. Kiếm góc lé ra anh em ạ. Đứng xa xa với cái bọn cầm bom ra là được. Đấy, bây giờ cuộc chiến chỉ còn có 1, 2, 3, 4, 5 người nữa thôi. Chỉ còn có 5 người, vỏn vẹn 5 người thôi. Bạn kia đang loay hoay không biết là lên truyền bom cho ai. Và bạn đấy đang rất là cái cú. Ôi giời, có một bạn đứng cạnh tôi luôn. Trời ơi. Đấy, mấy bạn cầm bom cứ đứng cạnh tôi là tôi sợ phết đấy anh em ạ. Mình cứ phải tờ lé trước, mới di chuyển lên tục tục. Đúng. Vừa di chuyển vừa xem bạn nào cầm quả bom. Ok.
Ôi giời. Đây rồi, đây rồi. Choan 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 choan. Khó rồi anh em ơi. Khó rồi. Khó rồi, tôi phải lễ, tôi phải chạy thôi. Bạn ấy lễ bom tôi đi chết giả. Hay chưa, hay chưa. Ok. Tôi đã sống sót. Và bây giờ đấu trường chỉ còn một mình tôi và cái bạn kia. Bạn kia có những quả bom xịn hơn tôi. Bạn kia có những cái kỹ năng xịn hơn tôi. Và tôi cần phải tờ lễ luôn mới được. Trời ơi, tôi đánh lừa bạn đấy. Và tôi đánh lừa bạn đấy thành công anh em ạ. Tôi lại gọi là lòng tọc vòng luôn đi chứ. Tôi đánh quận, đánh võng lòng tọc vòng, lòng tọc vòng. Và tôi đã giành top 1 rồi. Được của nó đấy. Ok chưa anh em? Sợ anh em thì cái kỹ năng của tôi không? Tôi đang có 1.000 tiền. Và tôi mở luôn một cái quả này để xem có ra quả bom để xịn xò có bón không. Wow, ra một cái thằng nhảy hiếm luôn. Được của nó đấy chứ. Xem vật phẩm nào. Không xem được cái vật phẩm nhờ. Để tôi trang bị cái vật phẩm mới cho tôi. Trời ơi, với cái kỹ năng gọi là lườn lách đánh võng của tôi thì tôi cũng đã hoàn thành top 1 một cái phần thi. Ok, và tiếp tục chúng ta sẽ xem là lần này tôi sẽ có được giành top 1 nữa không. Trời ơi, anh em thấy tôi quả đánh lừa thị giác của nó hay không? Đánh lừa thị giác của nó. Tôi nhảy một cái không, tôi nhảy sang chỗ khác luôn. Trời, quá là đồng hoàng luôn đấy chứ. Đứng đây nhìn thôi, đứng đây nhìn thôi. Đứng đây nhìn thôi. Bạn kia vẫn sẽ bị lỗ bóp. Úi giời ơi, giật hết cả mình. Giật hết cả mình bất thình lình luôn anh em ạ. Giật mình bất thình lình luôn. May quá. Rồi lấy hết luôn anh em nha. Lấy xanh 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 luôn nha. Tiếp tục, tiếp tục. Đứng đây nhìn thôi, đứng đây nhìn thôi. Bạn này có nguy cơ gần gần mình là nguy hiểm phết anh em ạ. Nguy hiểm phết đấy. Bạn kia vẫn đang chọn đối tượng khác. Rồi anh em đứng đây nha, đứng đây thảo luận với nhau nha. Nhìn chúng nó hẹo thôi bạn ơi. Wow, bạn kia có quả bom gọi đóng băng. Bạn đấy có thể đóng băng thời gian và có thể kéo dài cái thời gian ném bom của mình đi. Quả bom đấy hay phết anh em ơi. Rồi lổ luôn. Tiếp tục để xem ai sẽ là người cầm. À, bạn đằng xa xa kia cơ. Mình vẫn đứng đây mình nhìn thôi, mình cứ điều hưu thôi. Bạn ấy chạy ra chỗ mình thì mình chạy ra chỗ khác. Trời ơi, dễ mà anh em. Ô. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Chết rồi. Hay chưa anh em? Trời ơi, tôi lém quả bom gọi chất lượng luôn đi chứ. Lém quả nào trúng quả đấy. Bạn này chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đâu con sâu? Chạy đi đâu con sâu? Trời ơi, anh em thấy tôi lém quả bom hay không? Đấy, ai lém tôi lém lại ngay. Và cái kỹ năng gọi là bắt cua lừa đảo của tôi thì trời đất ơi, bạn ấy vẫn lém trúng vào người tôi được. Cay thật sự luôn đấy chứ. Cay thật sự luôn đấy chứ. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Và để xem nào, cái số tiền này tôi sẽ mở ra thêm được cái gì đây. Cay quá anh em ạ. Wow, lại một cái điệu nhảy hiếm này nữa. Và tôi không mở được, tiếp tục mở được mấy cái chỗ khác nhỉ. Rồi luôn. IA cờ đơ luôn rồi anh em ạ. IA cờ đơ luôn rồi. Lại phải ao ra vào lại rồi. Ôi giời ơi. Mời anh em ơi, tại cái phần quả game trước hơi lag một tí lên nữa, tôi đã phải đăng xuất và vào lại cái con game này. Đấy, và bây giờ trên tay tôi đang là một cái quả bom trong suốt. Và quả bom này không biết cái công dụng mới của nó là gì. Rồi, phải vào cuộc chiến thì chúng ta mới biết có thể là quả bom này sẽ có tác dụng gì đối với đối thủ đây anh em ạ. 10 giây nữa thôi. Chỉ vỏn vẹn 10 giây nữa là tôi sẽ tiêu diệt từng người một cho anh em xem nha. Rồi, cuộc chiến này không bao giờ có hồi kết đâu anh em ạ. Really nigga. Tiếp tục. Chờ đón. Ô, cái map này chúng ta đã chuyển sang cái map băng giá rồi nhá. Map băng xương. Ok, map này map tuyết. Và chúng ta sẽ phải chờ. Đứng đây chờ xem ai cầm bom. Wow, cái bạn đứng xa kia cầm bom rồi. Cái map này chúng ta cần phải làm quen với cái map hơn. Tại vì sao? Vì map này nó khó hơn mà anh em. Ôi, à, cái gì đây? Cái gì tiên đứng cạnh tôi vậy? Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào đâu anh em ạ. Không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Anh em nào cầm bom thì cứ phải lé tôi ra một tí nha. Đừng rình mà thấy tôi mà thả bom tôi là tôi thấy dở hơi biết bơi luôn đấy chứ. Rồi. May quá. Bạn kia đã chọn cái đối phương là khác. Đối thủ khác. Lổ banh xác. Rồi, chúng ta cứ phải đứng đây đứng thủ nha. Đứng thủ cũng là một cái chiến thuật cực kỳ hay nha. Không phải lúc nào cũng tấn công đâu. Tấn công mà mình lém trượt bom cái là mình dở hơi biết bơi luôn anh em ạ. Dở hơi biết bơi luôn nha. Rồi thôi. Mấy bạn cầm bom nó đang chạy ra đây rồi. Tôi phải kiếm cái góc lế khác thôi. Kiếm góc lế đứng xa mấy bạn đấy một tí. Ok, mỗi lần sống sót là tôi sẽ được cộng 15 kim cương, cộng thêm là 35 kim cương, cho chính tỏ là 50 kim cương anh em ơi. 50 kim cương sau mỗi lần sống sót. Rồi tiếp tục. Một bạn đã bị lổ banh xác nữa luôn.
Và cuộc chiến này mấy bạn kia cứ giằng co nhau đấy. Như cái bạn này cứ bình thường như cái đường hộp sữa này lại hay này, cứ đứng im đây và chả có chuyện gì xảy ra cả. Hello bạn ơi. Hello. Bạn này chơi chiến thuật gọi là giả vờ AFK, xong tí nữa là cầm quả bom dồn mọi người. Chiến thuật này cũng khá là hay. Tôi ghi nhận cái chiến thuật đấy. Nhưng mà ví dụ tí mà tôi có cầm quả bom thì tôi ra tôi lã bạn đấy đầu tiên. Tôi lém vào bạn đấy đầu tiên luôn anh em ạ. Rồi, 2 giấy nữa bạn kia sẽ bị lỗ. 1 giấy nữa thôi. Ok, đấy, tôi vừa nói xong thì tôi sẽ phải cầm quả bom tôi ra tôi lém luôn cái bạn này. Anh em thấy không? Cái chiến thuật của bạn đấy. Này đi, chiến thuật AFK này bị tôi lừa, tôi ra tôi dồn tôi ấy luôn. Định lém tôi á? Không có đâu sói ơi. Ui, kinh nhé. Không có đâu sói ơi. Này đi, chiến thuật AFK. Tôi bị tưởng lừa được ai? Tôi lừa lại ngay chiến thuật với chúng tôi này. Tôi ra tôi lém bom vào bạn ấy. Cho bạn ấy cởi hẹo luôn anh em ạ. Lại thêm một bạn AFK nữa. Ê, bạn này AFK nữa đúng không? Ê, đang AFK mà trời. Lừa nhau hả? Lại thì lừa nhau nữa đi. Á, trời ơi, tôi đã bắt được 2 con gà rồi. Rồi, cuộc chiến thì còn tôi với bạn này nữa thôi. Chạy đi bạn ơi. Bạn không chạy nhanh là bạn dở hơi biết bơi luôn đấy. Rồi, tiếp tục. Hai bạn kia đang đấu tranh nhau vì quả bom. Và bây giờ tôi sẽ phải một trong hai người sẽ là có bom. Đấy, một trong hai người sẽ có bom bị. 12 giây rồi, 12 giây rồi. Bạn ấy đứng kìa, bạn ấy trêu mình hay sao? Tưởng trêu thế nào? Trốn anh em ơi. Trốn thành không thành công rồi. Rồi, luôn tí nữa thì ăn được bạn ấy không? Cay tươi nhờ. Bây giờ tôi lém chậm hơn một tí. Tầm 6 giây tôi lém nó phải ngon lành anh đào hơn không? Cay thế nhờ. Nhưng mà không sao, tôi được quả top 2 cũng được rồi. Mở luôn, trong thời gian mười mấy giây tôi cũng sẽ mở luôn xem được sẽ được cái gì đây. Một điệu nhảy khá là ok rồi. Đây, cho anh em xem vật phẩm của tôi. Đấy, lấy giờ tôi chơi khá là nhiều điệu nhảy đấy. Ok chưa? Khá nhiều điệu nhảy rồi. Rồi, 2 giây lớp vào cuộc chiến. Ôi trời, vừa vào cuộc chiến đã đấu đá nhau liên hoàn cước thế này thì quá là căng thẳng. Ôi, vừa vào tôi đã cầm ngay quả bom là sao ta? Chạy đi đâu con sâu. Tôi lém thẳng quả bom vào người bạn đấy và bạn đấy đã dính bom. Liên hoàn trưởng. Rồi, dồn nhau mà thả bom nhau đi. Tôi biết chiến thuật mới rồi. Tầm 4 giây tôi sẽ thả vào người mấy bạn đấy cho bạn đấy lổ không dồn được tôi nữa. Vừa nói xong bạn kia cầm bom luôn mà. Bạn đứng cạnh tôi cầm bom luôn mà. Tiếp tục là ẩn và lấp thôi anh em ạ. Ẩn và lấp thôi. Đây, đứng góc này thì làm sao mà thấy được tôi. Không biết tôi đang ở đâu đâu mà lổ banh xác luôn. Bạn kia đã đi qua và thấy chỗ góc trốn của tôi rồi, nên là tôi sẽ phải ia cờ lé một tí. Ui, bạn đấy có chiêu dịch chuyển tức thời à? Đang từ quả bom bên này chạy sang bên kia luôn. Ảo thật đấy. Ảo ma Canada thật sự luôn đấy chứ. Rồi, cầm bom nhau mà lém bom nhau đi. Tôi cứ phải kiếm chỗ lấy đã. Có mấy bạn lại dùng cái đòn AFK đúng không? Tí tôi ra tôi dí mấy bạn dùng cái đòn AFK. Cái đòn đấy gặp tôi bài trừ ngay anh em ạ. Đây, ví dụ như cái bạn này tí nữa, một quả bom vào người, lổ banh xác. Bốc phét ít thôi. Rồi, tiếp tục. Đang theo dõi đường đi lướt bước của cái đối thủ của mình. Đối thủ của mình còn mấy giây nữa, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Đang dí nhau. Dí những quả bom siêu to khổng lồ. Và bạn kia đã bị dính bom sau những cái màn gọi là chạy té cả khói nhưng mà vẫn bị dính bom. Được đấy. Cái bạn dí quả bom cũng hay cơ. Sau cái màn tế khói là tôi cũng phải chạy tế khói thôi anh em ơi. Tôi cũng phải chạy tế khói thôi. Không để thế này được. Để đây là... Ôi giời ơi. Vừa mới nói xong. Sao quả bom nó ra chỗ tôi. Tại sao em vô tâm này đấy thế này. Rồi tại sao lại bạn đấy lại đang đứng im lại dính quả bom. Ôi giời, lại dính bom nữa rồi anh em ơi. Lém trượt. Rồi, hết chiêu chạy rồi đúng không? Bây giờ tôi còn chiêu chạy là tôi lé. Lổ banh xác. Rồi. Cuộc chiến vẫn còn khá là dài anh em ạ. Chỉ còn 3 người thôi. Tôi, bạn kia, bạn kia. Cái bạn AFK từ đầu kia. Giả vợ AFK. Chạy khá là hay nha. Rồi, bạn kia còn 3 giây nữa rồi. Không kịp truyền rồi. Ok. Để xem là cuộc đấu trí giữa tôi và cái bạn AFK này sẽ như thế nào đây. Để xem cuộc đấu trí này. Rồi. Nào, tôi cứ lúp xong mấy cái này này. Làm sao?
ôm bom mà chờ chết đi. Lại thêm một quả top 1 nữa, anh em thấy đẳng cấp chưa, đẳng cấp chưa? Nó ở cái tầm chất. Rồi anh em ơi, sau những cái màn thi đấu thì tôi đã giành được tận 2 cái top 1 nha. Anh em thấy vừa mới chơi thôi nhá, vừa mới chơi nó đã đẳng cấp như thế rồi. Rồi, anh em thấy cái video này hay thì anh em hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh. Và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.